Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1869, một cây sâm hương 350k bao ship toàn quốc. Cái cây này nó dáng nó rất là đẹp, nó quái nha quý vị, chai trà xanh nè, đó thấy không, đây nè, để tôi cho quý vị xem kỹ chai trà xanh đi, đó ở trên quay xuống nha, trên quay xuống vậy ha. À, rồi cho kỹ nha, rồi bắt đầu tới ngón tay tôi nha. Rồi lá nó xanh chành luôn. Đưa cái này qua một bên nè, cái gốc của nó nè, đó cái cây này nó có cái co cái đế rất đẹp nha. Rồi 350 bao ship toàn quốc, anh nào mua tôi làm cái bầu gọn lại tí xíu nha, chứ không để nguyên cái bầu bự nha. Rồi coi tí lại lại đi, rồi xuống luôn con ơi, chuyển mưa chắc luôn rồi, rồi xuống đi con ơi.